Như tin đã đưa, vào chiều qua kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Kiên Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu huyện phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh nhận định công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Kiên Lương trong những ngày tới còn nhiều khó khăn. Do đó, cả hệ thống chính trị huyện cần nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện cần tăng cường kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện cho tốt. Đặc biệt là phải lấy xã phường thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ. Muốn làm được cái này là các anh chị phải huy động được lực lượng, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cái lực lượng chuẩn bị đi lấy mẫu, xét nghiệm nhanh để bóc tách ra toàn dân. Trong thời gian 6 ngày thì 3 lần làm, thì các anh chị phải cố gắng, lực lượng, vật tư y tế, thời gian làm. Khi nào xong ai làm thì các chị phải cụ thể. Song song đó các chị vừa đi làm nhiệm vụ này mà các chị phải cố gắng kiện toàn các cái chốt lại, siết chặt lại, vùng xanh cũng phải siết chặt, vùng đỏ cũng phải siết chặt. Đặc biệt là các cái vùng phong tỏa là chúng ta phải nghiêm ngặt, phải giữ cho nó chắc. Rồi sau khi chúng ta sàng lọc thì chúng ta sẽ thu hẹp dần lại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đề nghị Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Kiên Lương khẩn trương xây dựng, cập nhật thường xuyên bản đồ dịch tễ để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống của nhân dân, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn thiếu mặc. Đồng thời, huyện cần thần tốc lấy mẫu xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 cho toàn dân trên địa bàn. Thực hiện quy trình thì cho các đồng chí test nhanh từ 2 đến 3 lần trong 7 ngày. Nơi nào mà các đồng chí test nhanh 2 lần, nói tóm lại là bóc ra được F0 trong nhiều lần test nhanh, thì chúng ta chuyển qua PCR để khẳng định, để chúng ta khoanh lại, chúng ta quản lý. Khi các đồng chí tầm soát rồi nó sẽ phát sinh ca F0. Thì ca F0 theo nguyên tắc các đồng chí mới thu dung vào đó, thì các đồng chí phải quản lý cho nó chặt. Thứ hai là phải theo dõi chăm sóc sức khỏe trong cái F0 này cho nó tốt, để tránh cái F0 này sẽ có cái triệu chứng phát bệnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành cũng yêu cầu huyện Kiên Lương phải siết chặt quản lý cách ly các F1, dứt khoát không để xảy ra tình trạng lây chéo trong khu cách ly. Cùng với đó, lực lượng công an địa phương phải nắm chắc địa bàn và tình hình cư trú của nhân dân, nhất là người lao động nơi khác đến. Vật tư y tế,